Dù một phần Sài Gòn đã thay đổi, nhưng Sài Gòn vẫn đẹp. Một nét đẹp duyên dáng, yêu kiều của ngày xưa cũ. Nét đẹp ấy ẩn trong từng kiến trúc, từng con đường và nếp sống của người Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà là một công trình đặc sắc, có quy mô lớn ở Việt Nam. Hơn 130 năm, trải qua nhiều biến động lịch sử, nhà thờ Đức Bà vẫn là công trình kiến trúc tuyệt tác của đô thị Sài Gòn. May mắn là không bị phá hủy bởi chiến tranh như nhiều công trình khác, và thời gian dường như càng tăng thêm sự lộng lẫy, tráng lệ và uy nghi của kiến trúc đặc sắc này. Nằm cạnh nhà thờ Đức Bà là bưu điện trung tâm Sài Gòn, nơi mà người dân Sài Gòn vẫn gọi là người viết thư xuyên thế kỷ. Tòa nhà Bưu điện Sài Gòn là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố, được xây dựng từ năm 1886. Bưu điện trung tâm Sài Gòn có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với châu Á. Ngày nay, Bưu điện Sài Gòn vẫn là nơi để người ta đến gọi điện, gửi thư, bưu phẩm trong và ngoài nước. Bưu điện Sài Gòn càng giữ được nét xưa hơn khi bây giờ vẫn còn người viết thư thuê. Và vì những nét đẹp cổ xưa ấy mà Bưu điện Sài Gòn ngày nay là nơi tham quan của rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Hồ Con Rùa là một hồ nước nhân tạo, có lịch sử gắn liền với những thăng trầm của đất Sài Gòn. Hồ mang nét kiến trúc độc đáo và ẩn chứa nhiều câu chuyện có thật, xen lẫn những chi tiết hư cấu, đã trở thành một biểu tượng lịch sử của người Sài Gòn và cũng được nhiều bạn bè quốc tế biết đến. Qua bao thời gian đến nay, Hồ Con Rùa vẫn tồn tại như một chứng nhân lịch sử, một biểu tượng đẹp của Sài Gòn. Nếu như buổi sáng người ta đến đây để tập thể dục là nơi hẹn hò, trò chuyện của các cô cậu sinh viên, thì buổi chiều tối, Hồ Con Rùa càng trở nên nhộn nhịp với các bạn trẻ và những gia đình đưa nhau ra đây để hóng mát và thưởng thức những món ăn hè phố. Nằm trên con đường Duy Tân, cây dài bóng mát của ngày xưa, khoảng không gian nơi đây như chứa đựng cả một khung trời đầy ắp kỷ niệm. Sài Gòn có những điều thật giản dị khiến người ta phải nhớ mãi, cũng như những chiếc xích lô với những người phu xe tận tụy. Ngày nay, Sài Gòn vẫn còn xích lô như một dấu gạch nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa Sài Gòn xưa và nay. Khách nước ngoài đến với Sài Gòn Việt Nam rất yêu thích nét văn hóa bản địa ít có trên thế giới này. Sài Gòn vẫn còn đó những chiếc xích lô để không trở nên quá hiện đại với những tiện nghi sang trọng. Sài Gòn vẫn còn những chiếc xích lô bình dị chạy bằng sức những đôi chân. Ai có đi xa mới hiểu thế nào là cảm giác nhớ quê hương. Để mỗi chiều tà cứ đau đáu nhìn về một phía chân trời, bởi đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi lớn lên bằng tiếng à ơi và dòng sữa ngọt lành của mẹ. Quê hương là gì hỡ mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hỡ mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Bao nhiêu năm qua đi, Sài Gòn đã có nhiều thay đổi, song còn đó ở từng góc phố, từng hàng cây, vẫn in đậm tâm hồn người Sài Gòn. Hai mùa mưa nắng, Sài Gòn vẫn mưa, Sài Gòn vẫn nắng, và tình yêu quê hương của người viễn xứ vẫn đông đầy.